Bây giờ nè, bốn đứa em á giới thiệu thôi ha, mọi nhìn dáng dấp đẹp gái, trẻ tuổi, đứa nào có công ăn chuyện làm đàng hoàng, sinh viên đều đặc biệt, là mẫu rồi là diễn viên, là rất là xinh. Em trai ngoài đây, ngoài là có công ăn việc làm ổn định, còn phải làm sao mà người ta tin được là mình sẽ là bờ vai cho người ta an toàn về kinh tế nè. Bây giờ cũng nói một quả chanh hay hả? Cái chùm vàng, không, em cũng không tin, em đừng có tin cái điều đó, hiểu không? Tức điều chanh, điều để đâu? Đất cây, ngọn cây hả? Bây giờ đất mình cũng phải mua. Dạ, dạ. Đúng không? Trời, tức đất vàng. Hiểu không? Bây giờ đất cũng mắc, đừng bao giờ nghĩ tức điều chanh hay quả tim vàng. Mấy đứa em của chị tàn là 21, 22, 20, trẻ đẹp. Người ta cảm thương ai cho nên hai đứa em ngoài đây. Đúng, nếu mà hai người con gái chị không nho gì đâu. Tại vì chị biết chắc là hàng cứng. Ha, mình có những gái ngon. Hàng cứng, thấy không? Còn đây hai thằng em trai, chị cứ nhoi xuống, chị cứ lo cho hai thằng em để mình làm mai làm mối, hiểu không? Dạ, dạ hiểu. Chứ chị không ngồi nữa, chị lo. Chị hay đứng nãy giờ luôn. Lo, bốn nhỏ con gái chồng trời ơi, tôi mà làm mẹ trong bốn đứa con gái đó là nãy giờ tôi ngồi trên nóc trái tim. Cũng xúc ruột. Không con thiệt mà xúc ruột. Dạ. Em. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.